Hello, chào cả nhà. Chương trình mở hộp ngày hôm nay thì đang sẽ mang đến cho các anh chị một dòng sản phẩm mà Apple tự tin nói rằng nó là dòng sản phẩm mạnh mẽ nhất mà Apple từng có. Đó chính là MacBook Pro 16 inch Retina Display với câu slogan của Apple là The Ultimate Pro. Có nghĩa là đó là một cái sản phẩm nó rất là tuyệt vời, rất là chuyên nghiệp của các anh chị. Và trong tay nhau hiện tại là chiếc hộp MacBook Pro 16 inch. Anh chị mình coi một vòng bên ngoài hộp ha. Vì NMS là Apple Authorized Reseller nên mã sản phẩm như chúng ta thấy ở đây có mã là SA-A là dòng sản phẩm, mã sản phẩm được cấp từ thị trường Việt Nam và được phân phối bởi các đại lý ủy quyền của Apple ở Việt Nam. Thông thường trên dòng sản phẩm bất cứ một cái hộp nào của MacBook thì chúng ta cũng có thể thấy được những cái thông số về cấu hình mặc định của sản phẩm. Nếu mà các anh chị cảm thấy là mình muốn nâng cấp về sản phẩm thì NMS vẫn có dịch vụ nâng cấp trực tiếp từ Apple. Các chị có thể liên hệ NMS để biết thêm chi tiết nhé. Và đây chính là chiếc siêu truyền thống của Apple ha các anh chị. Khui siêu lúc nào cũng vui đúng không ạ? Thì bây giờ em sẽ khui siêu để mình coi thử là bên trong chiếc hộp này có gì ha. Siêu luôn các anh chị, rất là đẹp. Phụ kiện ở trong hộp thì chúng ta có một cục sạc USB-C power adapter 96W, một dây sạc USB-C cable 2m và tất cả các phụ kiện đi kèm máy sẽ được bảo hành trong vòng 12 tháng chính hãng của Apple. Ok, bây giờ mình sẽ coi bên trong máy ha. Hôm nay thì Nam sẽ khui phiên bản là 512GB màu Space Gray. Thì dòng MacBook Pro 2016 inch này bao gồm sẽ có hai cấu hình chính, Core i7 512GB SSD hoặc là Core i9 ổ cứng 1TB SSD với hai màu căn bản là màu Space Gray sáng không gian và màu Silver là màu bạc. Dòng MacBook Pro 16 inch này các anh chị thì nó là tổng hợp của tất cả những cái công nghệ mới nhất về bộ chip xử lý cạn đồ họa lên đến 4GB, dung lượng pin lớn nhất trong tất cả các dòng máy của Apple. Do đó là Apple rất là tự tin khi nói đây là sản phẩm mà mạnh mẽ và tuyệt vời nhất mà Apple từng có. Và thời lượng pin của dòng sản phẩm này thì lên đến 11 tiếng sử dụng. Thì bây giờ chúng ta sẽ coi một vòng sản phẩm ha các anh chị. Thì trên MacBook Pro 16 inch chúng ta sẽ có 4 cổng USB-C. Anh chị mình thấy là bên này 2 cổng và bên này sẽ có 2 cổng. Và chúng ta có thêm một cổng là jack 3.5 audio. Bàn phím được nâng cấp lên là Magic Keyboard với công nghệ cắt kéo mới của Apple giúp cho người dùng có một cái trải nghiệm về bàn phím tốt hơn. Bàn phím Foster Trackpad rất là nổi tiếng của Apple. Trọng lượng máy hiện tại là 2kg nhưng mà Nam cảm thấy là nó tại vì thiết kế thì rất là gọn và rất là đẹp nên thành ra là lúc mình cầm á nó cũng không có bị quá khó khăn đâu các anh chị, rất là hợp lý luôn.